Gà, của mình là Linh đây. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ còn một kiểu chơi cuối cùng ở trong cái bản cập nhật này. Đó chính là cầm khẩu Ares Evip mà mình chỉ đi cận chiến thôi. Ui, vào đầu mới có 200 máu em ạ, nhưng mà ui, xin được hai mạng rồi. Nhưng mà được cái là nó rất là nhanh nên là, nhưng mà mình nghĩ thế này là không ổn đấy em ạ, phải bắn rồi. Qua đây, qua đây. Ui, cận chiến vào đầu có đầu nhỏ như thế mà phải em phải để ý, mất khá là lâu ý, mất khá là lâu xong rồi. Thế này là sao mà kiểu cận chiến ta? Hơi thế mình cảm giác cái này nó khó cận chiến hơn so với kiểu anh em cầm shotgun Aegis này. Shotgun Aegis thì nó nhàn lắm, anh em chỉ cần thọc 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 vài cái là có thằng chết rồi. Còn cái này thì anh em phải cưa nó, phải căn vào một là căn vào đầu này. Hai là cố gắng đừng để cho nó nhìn thấy. Ui. Nhưng mà không vào đầu thì mất có hơn 100 máu rồi. Ui! Má mày đừng... Ui, xếp được mấy mạng rồi đấy, mấy mạng mà kiểu gần như được ăn được rồi. Khó nhỉ. Một mạng. Cảm ơn luôn. Wow. Anh em, cũng được ấy mà, cũng được, không không đến nó khó lắm đâu. Ba thằng luôn này. Easy luôn. Các bạn là anh em có cái kiểu đi móc lốp nó ấy, chứ còn đừng đối diện 1-1 là không ăn đâu. 1-1 là nó cào chết ngay. Còn đi kiểu cắn trộm nó hơi phũ phàng tí, nhưng mà anh em đi cắn trộm thì zom kiểu chết kiểu bất đắc kỳ tử lắm, nó nhất là rất là nhanh. Ô, hay ta, mình cũng nói trước đặt lý ra là cái luật chơi này mình nên chơi từ trước cơ, nhưng mà kiểu mình không dám ấy, bởi mình hình dung cái này cận chiến nó khó rồi, nên là mình giờ mình mới dám nghịch. Ôi à, quên quên thôi rồi, đến lúc bắn rồi. Cái chức năng đặc biệt của nó em ạ, mà sướng vãi thề. Thôi rồi, mình xem bây giờ mình bắn nhá. Đó là hê hê cái chức năng chỉ cần chiến được một lúc ấy. Chỉ cần chiến được một lúc xong rồi chức năng đặc biệt nó hồi thì anh em phải bắn thôi. Ôi, anh em xem thì đừng quên để lại một like nhá. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là chỉ nên áp dụng với đầu nhỏ thôi, chứ còn mấy con bóng ma hay con vếu thì khó lắm. Nó rất là khó sơi nó, máu nó trâu với cả khó vào đầu nó nữa. Ok. Căng, nhưng mà thôi khởi đầu như này mình nghĩ là suôn sẻ rồi. Ok, anh em xem thì đừng quên để lại một like, và tiếp tới thì anh em muốn mình tiếp tục với series súng mới à? Súng mới thì như là chúng ta còn có cả dao đen ấy, có cả dao đen với cả một vũ khí gì nữa mình quên mất rồi. Hay là tiếp tục với gọi là những vũ khí huyền thoại. Anh em thích lựa chọn đi, cho em lựa chọn. Ui. Như cái cơ máy thôi, hay hết. Các bạn nếu mà trường hợp nó bí quá thì mình sẽ bắn nhá. Trường hợp bí quá thì mình sẽ bắn thôi, chứ không nó sẽ mất hay đi. Vì cái này nó quá khó để solo 1-1. Ôi nha, trận này anh em cầu mong cho mình đừng làm đầu to đi. Thế là vui lắm rồi. Ô, chết thật kìa. May luôn. Ủa, thôi. Ui, đã may không ạ? Cảm giác nghe cái tiếng xoẹt của nó sướng thật. Kìa kìa chỗ. Ui, con đầu to. Thôi chết rồi, con này nó đuổi mình. Thôi em ơi. À mình lên, ô mình lên top kìa, mình lên top kìa. Thôi mình phải bắn rồi em ơi. Ô. Ơ. À. Được rồi. Hơi nhưng mình hơi, nói chung mình hơi ăn gian tí chứ mà. Thật sự là mình ăn quả đầu to mà mình không thể tin nổi được. Chớ luôn. Đúng rồi, chạy đi bạn ơi, chạy đi. Mình bảo kệ. Mày chạy. Ui, gần đến đít nữa rồi. Thôi, chứ là mình sẽ hạn chế bắn thôi, chứ còn chúng ta vẫn chủ yếu là test cái khả năng cận chiến của cái Ares Evip này. Cũng được cái nhỉ, cũng được đến nỗi đâu anh em ạ. Nếu mà kết hợp cả bắn nữa thì nó dễ hơn, nhưng mà thôi, thử thách bản thân tí. Mày đùa. Mày chơi đâu? À, nó chạy. Phải mẹ em để cái con đồ nhỏ không? Mình cần chiến nó bằng chết được thôi ấy. Sợ thật. Cũng đúng kiểu là nhỏ nhỏ nhưng mà kiểu cái gì mình quên mất một cái câu châm ngôn rồi. Đúng rồi, kiến tha lâu, kiến tức gọi là kiến tha lâu cũng đầy tổ em, tức là từ cái nhỏ 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 nhưng mà nó nhanh lên nhiều như thế thì kiểu gì chết được con zom. Xong nghe, hôm nay nghe nghe nó vi diệu người ta. Ôi,
không 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 thật là đến. Ui đu, đu, đu. Má mày, mày đùa, chơi mày luôn, chơi mày luôn. Mày không hiểu sao dạo này em có cảm giác truy kích nó lag hơn không? Mày thấy là chờ mấy cái map kia thì còn đỡ đấy, nhưng còn cái map nhà chè này nó phải gọi là cực kỳ là lag rồi, thì thoảng nó cứ giật cái, nó cứ đơ gì ấy. Rất là khó chịu luôn. Nhưng mà kiểu nói thì cũng đúng thôi, bởi vì là cập nhật súng nhiều này, bản đồ nhiều các thứ nên nó kiểu nó nặng, game nó nặng hơn đấy, thì là chỉ khổ mấy anh em máy yếu thôi, nó sẽ chơi rất là khổ, nó giật lag các kiểu. Ôi nhưng mà thôi, bùm. sao cái tàu này nó đâm mình mà mình không chết nhỉ? Em bấm chuột phải liên tục này, bấm chuột phải liên tục kiểu nó thọc nhìn hài quá. Ủa, nghe bài nhạc này hay quá. Giờ này mình hơi bị nghiền cái bài này. Ok. Ui, Fastling. Ui, Sokka VIP. Ad VIP là mày quá, mình tưởng nó thọc mình cơ. À đây. Ma. Lại cái chiếc đăng đặc biệt này. Thôi được, kể ra cái chiếc đăng đặc biệt này anh em bắn đổi gió tí. Bắn rất là khủng luôn đấy. Ok. Úi giời ơi. Mày. Ui, là thằng kia nó ăn rồi. Má, nó cái. Ôi, mình được 2 giải nhá. Bùm. Úi giời ơi. Một thằng. Ui, suýt nữa thì được 2 cả con đồng sắt nữa thì. Cái này cận chiến nó bá đạo. Xoẹt. Chơi cái này chắc là anh em chơi zombie là đau tim lắm nhá. Kiểu nghe cái âm thanh của nó. Nhìn nó kinh dị với lại trưởng đấy. Mày đua. Bắn nó cái nhanh thật đấy. Thề. Kìa, có con đồ nhỏ đây, mình sẽ dình thôi anh em ạ. Dình xong rồi. đi thông đít nó. Cưa đít nó. Ui. Ok, cái đấy là mình kiểu cưa chúng rồi nhá, cưa chúng rồi mà nó nháy nhá mà không chết ấy. Kiểu nó nhanh quá nên này mình anh em chỉ cưa được kiểu chúng 1-2 phát thôi, nó không đủ đam. Nó nháy vì tiếc chứ. Suýt nữa thì được mạng chùa rồi. Cái này cắt sát thương mình không biết đâu một lần rồi. Úi giời. Ui. Trời. Ui mẹ ơi. Ui em nhìn thấy có bóng ma đấy, nó còn AFK thôi mà cưa đấy nhá. Mà phải mất một lúc lâu nó mới chết. Ok. Mày đỡ. À toàn heo một sao thôi, heo một sao. Mày. Kìa. Bỏ lạc. Chạy đâu. Mày lì. Một bạn. Toàn heo một sao thôi. Cười. Chà. hai bạn ui gì vậy mày. Ba mạng luôn ấy. Đây là cái lý do mấy cái map mà chúng nó thợ kiểu đi nó rộng như này thì anh em đi sẽ được ăn được rất nhiều thịt heo. Ui thôi rồi, ok mình đã to nha, tại 870 mấy điểm cũng ghê chứ nhỉ, đùa đâu. Thế là cái luật chơi nó hơi bị phá cách đi một tí, nhưng mà thôi anh em phải tha kiểu thông cảm với mình. Chứ cái khẩu này anh em cận chiến không nó khoai quá. Ủa. Em nhìn thấy sấy vào đầu không? Đỏ chót luôn. Rồi, trận cuối cùng. Trận này mình sẽ vừa bắn nhá, vừa bắn vừa cận chiến xem nó khác như nào. Mày. Em nói gì đi, 2 thằng luôn. Rồi, đấy là vừa bắn vừa cận chiến đấy. Thôi, nói chung là khẩu này nên vừa bắn vừa cận chiến nó hợp lý hơn. Úi giời. Đã thật. Cận chiến kiểu nó mấy con liên tục ấy. Nhìn nó sướng. Có khi là mấy khẩu shotgun AFP vớ vẩn nó không làm được kiểu như thế này đâu. À, nó giả ngu ấy. Láo thật. Ôi, xong rồi. Hết đạn rồi. Thôi.
Thế là bốn thế nào không để ý. Ok 1000 điểm. Gấp đôi thành top 2 coi kìa. Vừa bắn vừa cận chiến. Đã. Hôm nay thì anh em nào sở hữu thì quá là may mắn. Thử bắn nó rất là ngon. Sau cái khả năng cận chiến của nó cực kỳ là ảo diệu. Ủa đồng thế. Ôi chết một con zombie. Ok. Trời ơi double kill. Ây à. À Medusa luôn. Xà nữ nào qua đây. Ủa ơi. Bắn khỏe nhỉ. Ôi đây. Ô. Ô mình xin. Trời ơi được con xà nữ ngon lành. Rồi thôi cho mình quẩy đôi ván này. Anh em thì đừng quên like của mình nhé. Ô đây đây đây. Ok. Chắc là từ giờ đến tối mình sẽ làm thêm một clip đấy anh em ạ. Bởi vì trưa nay không ra clip được. Mình có một chút việc. Là chắc là tối mình sau clip này mình sẽ làm thêm một clip nữa. Hy vọng anh em đón xem nhé. Và cho mình cảm nhận về cái vũ khí này. Khi mà cận chiến không, cận chiến chay ấy. Cứ coi như là cận chiến chay đi anh em. Bởi vì hầu hết mình cận chiến chay mà. Ôi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye.